Dù chưa đạt đến đỉnh điểm như giai đoạn năm 2011-2012, nhưng hơn 2 tháng trở lại đây, giá thu mua mủ cao su tăng cao và giữ ổn định hơn so với cùng kỳ những năm trước. Nhiều hộ dân doanh nghiệp trồng cao su trên địa bàn huyện Đắc Hà đang rất phấn khởi, chuẩn bị chào đón một năm mới khởi sắc. Những năm trước đây, do giá mủ cao su thấp, có giai đoạn gia đình anh Đinh Ghi Nhớ ở thôn 4 xã Ngọc Vang phải ngừng việc khai thác vườn cây để tập trung nguồn lực phát triển các loại cây trồng khác. Đến năm 2020, khi giá mủ cao su trên thị trường có xu hướng tăng lên, gia đình anh tiến hành khai thác trở lại ở chế độ cạo từ D3, tức 3 ngày cạo một lần. Với mức giá như hiện tại, mỗi tháng gia đình anh thu nhập ổn định gần 30 triệu đồng từ khai thác 3 hectare cao su. Một thời gian nó cũng là do cái dịch bệnh thôi. Đấy, cho nên là cũng có xuống một tí nhưng mà xuống không đáng kể. Vẫn giữ cái mức ổn định là 300 đồng trên một độ. Thì 300 đồng đối với bà con mà trồng cao su là cũng phấn khởi rồi. Mà bà con nghĩ là cứ duy trì cái mức này thôi là cũng là cuộc sống cũng ổn định hơn. Từ giữa tháng 12 năm 2020 đến nay, giá thu mua mủ cao su nước tại huyện Đắc Hà dự ổn định ở mức khoảng 300 đồng một độ, cao hơn 30% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng mủ chén giá thu mua hiện nay khoảng 12.000 đến 13.000 đồng một kg. Điều này đã giúp các hộ trồng cao su trút bỏ được gánh nặng về các khoản đầu tư trong thời kỳ cây cao su kiến thiết cơ bản, đồng thời cải thiện được đời sống sau nhiều năm vất vả. Giá mủ như thời điểm này thì như mấy năm trước á, thì có nhiều nhà làm vườn á, là họ nghỉ cạo cả 2-3 năm trời họ không cạo, nhưng mà giá này thì cũng tương đối thì họ đưa vào mở cạo và khai thác hết. Nói chung là ngành cao su như năm nay thì nó cũng có sôi động hơn các năm trước một xíu, giá cũng tạm ổn, công nhân và dân làm mủ cao su thì cũng có thu nhập đỡ hơn một xíu. Huyện Đắc Hà hiện có trên 7.700 hectare cây cao su. Bên cạnh diện tích cao su của các doanh nghiệp, trong giai đoạn 2010-2011, huyện có gần 1.000 hectare cao su thuộc dự án hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền, cao su hộ gia đình. Việc giá cao su giữ ổn định mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây đã giúp chính sách hỗ trợ của nhà nước phát huy hiệu quả, nâng cao thu nhập, mở hướng thoát nghèo bền vững cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn. Cây cao su không phải chăm sóc nhiều, mình chỉ bỏ cái công ra thôi. Nhưng mà thu nhập về hàng ngày là lúc nào cũng có. Mà thời gian thu thì nó rất là dài, từ 6 đến 7 tháng. Thì năm nay được cái là cái giá cả là coi là có sự khởi thác, cho nên là bà con nông dân cũng rất phấn khởi. Đấy, bởi vì so với năm ngoái là nó cũng hơn được khoảng 200-300 nghìn trên một nhát dao cạo rồi. Đấy, cho nên là những cây này đúng là cây xóa đói giảm nghèo. Gần 70-80 hecta cả cái thôn này là gia đình đó đầy đủ hết, thu nhập đầy đủ, ngày nào cũng có tiền. Có hộ đó là ngày nào cũng thu là 800-900 bên 1 triệu. Đây khai gia đình họ khai gia chứ. Rồi nhà cửa, rồi tiền con ăn học thì đầy đủ hết. Dù không còn được ví là vàng trắng, song với những lợi thế trong quá trình canh tác cùng với việc giữ ổn định giá như hiện nay, cây cao su vẫn đang khẳng định vai trò là cây công nghiệp có giá trị kinh tế ổn định, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số.